Mến chào quý khách, hôm nay vườn mai Như Huỳnh có một cái lô mai già mùa giới thiệu đến quý khách nha. Đây toàn bộ là những cây mai cúc nha, những cây mai dảo ha, hơn 3 mùa. Và bây giờ tàn nhánh nè, thân của nó liền cốt 100%, em ghép gốc quấn rễ ha. Nó ra tùm nhánh hết trơn rồi cả nhà. Và dòng mai này là có cúc Tân Châu nè, rồi có cúc VIP nè ha, có cúc Hoàng Hậu nữa, có không nhị Hoàng Huyết Long nè, rồi Đa Phúc, Dảo Nhung, Phú Tân ha. Quý khách nhu cầu còn loại nào á thì có thể là alo cho vườn mai Như Huỳnh và em Huỳnh sẽ chụp gửi cho cả nhà mình xem. Rồi, một cây là 250.000, hai cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một ha. Đây, cây này cây cúc Tân Châu nè cả nhà, nó liền cốt rồi đó. Rồi Tân Châu nữa nè, cái tàn nó tùm luôn, xum xoe nhánh ha. Những cây này chơi Tết rất là tốt luôn cả nhà. Thì những cây này là Quỳnh Đôn trước Tết nên cây nó xum xoe như thế này vào thời điểm này luôn ha. Rồi em cho cả nhà mình xem một số cây nữa nè. Đây tốt mịt luôn. Đây cây gì đây? Rồi cây này là cây cúc không nhị Hoàng Huyết Long nè cả nhà. Hoa của nó không có nhị ha, phồn hoa rất là duyên luôn, nhiều cánh. Còn đây là cây dảo Tuấn Ngọc cả nhà, phồn hoa cũng rất là đẹp luôn. Những cây này thì 250.000 một cây ha, hai cây là em Quỳnh bao ship. Rồi đây là cây mai cúc Thọ Hương luôn, hoa thơm bông chùm nhiều cánh. Cây này có cái đế rất là đẹp luôn, liền cốt ha, chiều cao khoảng tầm 55 cm. Rồi đây là Tân Châu nữa nè cả nhà. Một số cây như thế này nha. Rồi cây này cây lô này là Dảo Nhung nè cả nhà. Dảo Nhung cũng 250.000 một cây luôn, hai cây em Quỳnh bao ship ha. Hoa Dảo Nhung là hoa thơm 8-16 cánh. Thì cái loại này là cũng được hơn 3 mùa cả nhà ơi. Em Quỳnh ghép nó liền cốt rồi nè. Bây giờ nó ra cành nhánh, nó đang ra cơ thứ hai thứ ba ha. Nó tùm như thế này. Rồi, đây là Dảo Nhung luôn. Cây này tùm nè cả nhà ơi. Cao cũng trung bình tầm khoảng cỡ 40 cm đổ lên ha. Rồi bên đây là Dảo Phú Tân nè. Chịu lạnh tốt ha, hoa thì phơm giống như parabon luôn, và đặc biệt là nó có đế giống trái bí nữa cả nhà. Rồi 270.000 một cây ha, hai cây em Quỳnh bao ship. Rồi đây cây cúc VIP cả nhà ơi, cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nè, liền cốt 100% luôn. Đa số những cây này là toàn bộ là gần 3 mùa mùa hơn. Rồi cây này cây quý phi luôn, quý phi luôn cả nhà đó, dòng quý phi nè, già mùa luôn. Rồi cây này cây cúc VIP, cây đa phúc nữa cả nhà, rồi cúc hoàng hậu nữa ha, rất rất là nhiều luôn. Cả nhà mình có nhu cầu á, là cái dòng nào trong nãy giờ mà em Quỳnh nói á, giới thiệu á, thì cả nhà mình có thể alo cho Huỳnh và em sẽ lựa cây chụp cho cả nhà mình xem nha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau.